Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, cánh cửa phòng biệt giam mở ra. Nhìn khuôn mặt non nớt của Nguyễn Văn Dương, thật khó ngờ đây lại là một kẻ đã ra tay giết người tàn độc. Nguyễn Văn Dương sinh năm 1990, trú tại xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, Hải Dương, thú nhận với chúng tôi. Anh ta không phải là người đồng tính, sinh ra ở Hải Dương trong một gia đình, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Lên cấp 3, Dương bắt đầu học hành sa sút, ham mê điện tử rồi bỏ học. Không tiền, không việc làm, Dương lang thang ra Quảng Ninh làm thuê trong một nhà hàng ở Bãi Cháy. Được một thời gian không chịu nổi cực khổ, Dương lại bỏ việc ra Móng Cái. Trong lúc đang lang thang đi tìm việc làm ở đây, hắn gặp anh Trần Chí Thảo sinh năm 1978 ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Là ông chủ chuyên đánh các hàng đầu mối từ Nam ra Móng Cái đưa sang Trung Quốc. Anh Thảo cho hắn ăn, cho hắn tiền và nói rằng muốn nhận hắn vào làm việc. Khi đi với anh Thảo, Dương mới biết người đàn ông dáng to cao, da ngăm đen đầy vẻ nam tính này là người đồng tính. Dù không thuộc thế giới này, Dương vẫn chấp nhận qua lại với anh Thảo để moi tiền. Ngày 10 tháng 12 năm 2011, anh Thảo rủ hắn ra Móng Cái chơi và quan hệ đồng tính. Quá trình ở cùng với anh Thảo, Dương biết anh Thảo có nhiều tiền, xe máy đẹp nên nảy sinh ý định giết anh Thảo để lấy tài sản. Ngày 12 tháng 11 năm 2011, khi anh Thảo ở trong phòng trọ đi ra cửa không để ý, Dương đi từ phía sau, dùng dao nhọn đâm vào nách trái của anh này. Bị đâm bất ngờ, anh Thảo bỏ chạy thì bị Dương đuổi theo đâm liên tiếp đến chết. Hắn lấy chăn phủ kín xác nạn nhân, sau đó thay quần áo, lục soát lấy 450.000 đồng, hai điện thoại di động và xe máy của anh Thảo, rồi phóng xe về Hải Dương, trốn vào căn chòi ngoài cánh đồng, nhịn đói và nhổ trộm khoai sống để ăn. Nhưng tội ác của hắn đã sớm bị phát hiện. Cuối năm 2011, Dương được đưa vào trại giam ở chung với tử tù Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1958, trú tại phường Gia Sản, thành phố Thái Nguyên. Một kẻ buôn ma túy khét tiếng, hơn 6 năm trong tù, biết chắc mức án tử hình đã tuyên. Vậy mà, Hải vẫn giật mình hàng đêm mỗi khi nghe thấy tiếng cửa sắt lách cách mở. Mở mắt thức dậy nhìn thấy ánh sáng mới chắc chắn rằng mình còn sống thêm được ngày nữa. Hải chậm rãi nói, Hải là tên xã hội đen khét tiếng mà còn sợ mức án tử hình đến thế, nên với một kẻ non nớt như Dương, nỗi sợ được nhân lên gấp nhiều lần. Dù 2 năm đã trôi qua, nhưng ám ảnh về hành động mất nhân tính đó chẳng khi nào hết. Mỗi khi màn đêm buông xuống, gương mặt của anh Thảo lại hiện về trong trí tưởng tượng của Dương, khiến hắn mất ngủ triền miên. Dương bị ám ảnh lúc anh Thảo kêu cứu, van xin hắn đừng giết anh. Nhưng vì sợ để anh Thảo sống thì hắn sẽ bị phát hiện, nên Dương đã cố giết anh bằng được. Em sợ lắm, Dương cúi gằm mặt lý nhí, làn da trắng xanh như nhợt nhạt hơn, đôi mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt không ngăn được sau bao tháng ngày biệt giam, không có người trò chuyện cứ tuôn ra. Trung tá Nguyễn Văn Sắc kể, như một tội nhân mang án tử khác, Hải và Dương thường ngủ vào ban ngày. Buổi tối nếu mệt thì ngủ tiếp ngay sau bữa cơm chiều. Còn từ sau 22 giờ thì tất cả các tội nhân đều thức. Ngày nào cũng vậy, Hải Dương cùng thức dậy lúc 6 giờ. Công việc đầu tiên là tập thể dục, đặc biệt là xoa bóp cho cái chân bị cùm. Nếu không làm như vậy thì chẳng bao lâu chân sẽ bị teo đi do không được vận động, Hải nói. Mọi công việc vệ sinh cá nhân diễn ra nhanh chóng trên chiếc giường xi măng. Tới khoảng 7 giờ có người phục vụ, là một phạm nhân khác có án nhẹ hơn, thu dọn phòng và lấy phiếu ăn. Sau bữa ăn, hầu hết thời gian còn lại là nằm, ngồi, nhớ, nghĩ và sợ hãi. Mỗi lần nghĩ lại hành động tàn ác của mình, em rất hối hận. Không hiểu sao lúc ấy mình lại ra tay lạnh lùng như thế. Mẹ em khóc nhiều lắm. Nghĩ đến ngày không còn trên thế gian này, em chỉ xin tạ tội với gia đình anh Thảo và với mẹ của em. Xin bà hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu. Nguyễn Văn Dương bật khóc. Ngày 10 tháng 12 năm 2011, anh Thảo gọi điện rủ Dương ra Móng Cái quan hệ, hứa sẽ cho Dương 2 triệu đồng. Dương ra Móng Cái, đến phòng trọ của anh Thảo tại tầng 3, công ty du lịch cựu chiến binh thuộc khu 4, phường Trần Phú, ăn ở
và quan hệ đồng tính nhiều lần với anh Thảo. Khi biết anh Thảo có tiền và xe máy, Dương nảy sinh ý định giết anh Thảo để lấy tài sản. Để thực hiện mục đích, Dương đã chuẩn bị sẵn một con dao nhọn chờ cơ hội. Khoảng hơn 6 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2011, Dương nói phải về quê dự đám cưới. Anh Thảo đã đưa cho Dương 500.000 đồng. Khi anh Thảo đi ra cửa phòng, Dương từ phía sau dùng dao đâm vào nách trái của anh Thảo. Anh Thảo sợ quá kêu lên, bỏ chạy vào phòng tắm, bị Dương đuổi theo đâm nhiều nhát. Anh Thảo chạy tiếp ra giường ngủ. Dương vẫn đuổi theo, đâm liên tiếp vào người của anh Thảo. Khi thấy anh Thảo không còn phản ứng gì, biết anh Thảo đã chết, Dương mới dừng lại rồi lấy chăn phủ kín người anh Thảo. Sau đó Dương thay bộ quần áo có dính máu và lục soát tài sản, lấy đi ví da trong có giấy tờ tùy thân. Một đăng ký xe mô tô Novo biển kiểm soát 14H86423, hai thẻ ATM, hai điện thoại di động 450.000 đồng, một chiếc túi da và chùm chìa khóa của anh Thảo. Xong xuôi, Dương đóng cửa phòng, xuống tầng 1 lấy xe mô tô của anh Thảo đi về Hải Dương. Qua cầu bãi cháy, Dương đã vứt toàn bộ quần áo dính máu, giấy tờ của anh Thảo và chùm chìa khóa xuống biển. Chiều 12 tháng 12 năm 2011, Dương bán hai chiếc điện thoại di động cướp được cho Lưu Thanh Đồng, trú tại thị trấn Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, được 1,95 triệu đồng. Ngày 18 tháng 12 năm 2011, Dương đi xe của anh Thảo về bãi cháy Hạ Long, bán cho bạn là Trịnh Văn Năm được 9 triệu đồng rồi đi Hà Nội. Ngày 20 tháng 12 năm 2011, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Dương, thu giữ tang vật gồm ví, hai thẻ ATM mang tên anh Thảo, một con dao nhọn có vết máu, một điện thoại di động và tiền bán xe máy còn lại là 6,5 triệu đồng. Thu hồi chiếc xe máy Dương đã bán trước đó. Ngày 27 tháng 7 năm 2012, Dương đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử. Sau khi đánh giá tính chất hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dương tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là tử hình. Đồng thời tòa buộc Dương bồi thường cho gia đình anh Thảo 113 triệu đồng. Rồi đây, Nguyễn Văn Dương sẽ phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình. Nhưng nỗi đau mà Dương để lại mãi còn dai dẳng, không chỉ với gia đình nạn nhân mà với chính những người sinh thành ra bị cáo. Trong trại tạm giam, cho dù Dương có hối lỗi thì tất cả đã quá muộn. Những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.